hơn hồi tối rồi. Hồi tối đi đây được có chục con nữa thôi. Bò buồn ngủ đi à? Đây này bố ơi. Úi trời này, hai con này. Ô đây về già này. Không nó già lắm. Đây trụi lá luôn. Cụ ông nào đi bắt bên kia rồi kìa. Đây là liên tục nha. Đây là bắt liên tục nha. Trên cái cây này rất là nhiều ve sầu này, còn già hết rồi. Mới lên nó già nhiều nữa không, già nó còn già rồi đó. Con này thì đã lột xong rồi. Đây này anh Hàn này. Con này mới lên. Hai con. Hai con chỗ luôn hả? Con này không biết lột chưa? Lột, vỏ.
Hà thấy liên tục nha các bạn. Đâu, em xem nào. Ngon nhất này. Béo vướng, này béo kinh. Wow, đó, non. Non, rất là non. Béo, béo kinh, gọi nó béo vướng. Trên cây này rất là nhiều ve sầu nha. Ve sầu già. Khu này vắng về có ma không anh Hà? Khu này vắng về có ma không trời? Đi vô trong luôn hả? Wow. Ủa, đôi nào mang chiếu ra đây nằm này? Quần xì luôn rồi nhé. Đâu anh? Cho em quay phát coi. Một con, bên kia một con. À đây. Vừa mới ra luôn, vừa mới lột ra luôn. Thằng con này nó con rồi ha, con này chụp mới rõ này. Đấy. Đó, quá đẹp luôn. Con nó chụp cái đẹp, con nó kêu giá là chụp đẹp. Máy vừa bị nhanh với nó vừa tới trong vừa nghe chó sủa. Quen đúng không? Nó quen mắt nó thấy liền. Còn lâu lâu mới đi bắt là nó không quen mắt á. Nhìn đâu có thấy đâu. Khó qua đi còn cái là thấy biết. Bên cạnh phát 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 phát. Con gì đây? Đi còn khỏe hơn đi. Sợ rắn quá. Con đây sao anh hả? Lột rồi. Dạ, anh bắt con già là bảo vậy coi cho nó kêu chay nè. Dạ. Con già. Thôi để cho nó kêu luôn. Để kêu chay gì.
Đi dọc xuống đây đi.